Nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy hôn nhân như tổ chim, người vợ phải vun vén mới lâu dài. Ở ngoài, có thể Lê Thủy nổi tiếng đình đám, nhưng khi bước vào thềm nhà thì tôi bỏ hết những điều đó ra sau gót chân, nghệ sĩ nhân dân Lê Thủy chia sẻ. Bỏ công sức từ mấy năm trời để làm, tôi mong mỏi hồi kỳ này sẽ đến được với nhiều khán giả, ngoài giao lưu kỷ niệm, đây còn là món quà tinh thần để tôi đã cho gia đình, con cháu để sau này chúng nó nhìn vào, tự hào vì một người bà, một người mẹ như mình. Ban đầu tôi dự định sẽ viết bằng sách như nào đồng nghiệp, mà muốn như vậy là tôi phải nhờ nhà viết văn hộ vì tôi vốn từ không được nhiều. Nhưng khi người ta viết, tôi đọc thấy văn chương quá, không trong khi bản thân tôi lại mộc mạc, bình dân nên đâm ra không phù hợp. Vì vậy, tôi quyết định làm hồi kỳ, quay video theo gợi ý của Dương Đình Trí. Chủ đề một kiếp cầm ca, sinh ra để hát, được tôi và con trai đặt dựa vào cuộc đời của mình. Từ năm 12 tuổi, tôi đã hát, cho đến bây giờ là 60 năm, suốt ngần ấy thời gian, sự nghiệp của tôi cứ trải dài liên tục. Chỉ trừ những lúc sinh con, còn lại thời gian của Lê Thủy nếu không đứng trên sân khấu thì là tập tuồng, hóa trang. Làm hồi ký, ngoài kể về cuộc đời thì có những câu chuyện hậu trường, góc khuất mang tính riêng tư, không ít nghệ sĩ từng gây tranh cãi chỉ vì chỉ trích nói thật. Bà có lo sợ những điều này khi quyết định bắt tay vào làm hồi ký? Câu đầu tiên tôi nói với con trai và ekip là chuyện về cuộc đời mẹ thì mọi người hãy để nó trung thực nhất có thể, không được thêm bớt. Vì vậy, những điều vui vẻ, đẹp đẽ nhất, ngay cả những cay đắng ê chề của đời mình, tôi sẽ đều mang hết lên sản phẩm gần đây. Tôi nghĩ mình chỉ sợ kể không đúng, không thật, còn cuộc đời Lệ Thủy đến từng này tuổi, khán giả có khi còn rõ hơn cả tôi. Cho nên có thể những thông tin hậu trường, những điều khuất tất khi mang lên dẫu có thể khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí phản ứng thì tôi cũng xin mọi người theo dõi với tâm thế nhẹ nhàng. Tôi 72 rồi, thủ thật, tôi cũng sợ mình đưa ra, ném đà lắm. Mấy năm nay, bà chủ yếu đi hát show tỉnh, hội chợ. Vì sao một tên tuổi gạo cội, danh tiếng như Lê Thủy lại không hát ở thành phố này? Vì phải lần lụi, về tận vùng sâu vùng xa, 60 năm ca hát, cuộc đời tôi rong ruổi đi hát nhiều nơi, những sân khấu hoành tráng nhất, lớn nhất, hay những nơi ụp ẹp. Bốn tấm văn xong lại, như một bục sân khấu, tôi đều trải qua hát, đừng hát. Giờ ngẫm lại, cả đời tôi dành cho cả những việc lưu diễn. Hồi trẻ tôi đi hát vì kiếm tiền, kiếm danh tiếng. Bây giờ tôi làm nghệ thuật với tâm thế vui chơi, hưởng thụ tuổi già. Ban đêm diễn phục vụ cho bà con, ban ngày thì cùng mấy đứa nhỏ đi dạo vòng quanh, ra chợ ăn hàng, ngắm cảnh. Hát một vài ngày sau mình về, tính ra nhờ vậy mà tôi lại khỏe. Còn đổi lại nằm nhà một chỗ, chắc giờ này tôi trăm thứ bệnh rồi. Và lại tôi mang tiếng là lưu diễn, chưa không hát được bao nhiêu, nhiều khán giả biết tôi lớn tuổi, giọng không còn như xưa, nên bảo rằng cứ đừng nói chuyện, tâm sự là được, có nhiều lời khuyên, thời buổi bây giờ, lớn rồi, đừng ca nhiều, nói chuyện cho vui, tôi nghe mà thương, mà mang ơn họ nhiều. Các cuộc thi cạnh lương cũng có dịp nổ rộ với loại game show mấy ngày qua, trong khi nhiều đồng nghiệp, đàn em của bà ngồi ghế nóng chấm thi rầm rộ thì bà từ chối. Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc về quyết định này của bà. Là nghệ sĩ sinh ra để được phụng sự, được gần khán giả, tôi quan niệm khi nào tôi còn đứng được trên sân khấu thì tôi sẽ không ngồi ghế giám khảo, và lại tôi có chứng bệnh, không ngồi được lâu. Một show ghi hình kéo dài mấy tiếng đồng hồ, chẳng lẽ mỗi lần có máy quay đến mình phải vặn người, sửa lưng, vậy thì kỳ lắm. Tôi dân miền Tây, trước giờ có sao nói vậy, khi quan sát người nào diễn, tôi đều khen hay, còn giờ tôi sẽ điểm mặt mà chê rằng những điều đó không phù hợp với cuộc đời thôi, chứ làm sao mà mang lên sóng truyền hình. Mấy chục năm sự nghiệp, tôi không muốn chỉ vì một câu nói thật mất lòng của mình mà kéo theo bao nhiêu tranh cãi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.